Ông thế tôi ăn được không? Ăn có ra cái gì, toàn nằm ngửa ăn sẵn. Cá chê thế. Có chịu nghĩ gì đâu. Khách đến nhà mời nước đi. Mời nước hả? Cái gì đấy? Cà phê. Ui giời, hôm nay lịch sự thế. Đây, cái của ông. Ôi giời, hôm nay lịch sự thế nhỉ? Của ông đấy. Nhưng mà cà phê pha sẵn à? Ừ, cà phê pha sẵn. Tôi vẫn để của ông thiếu nọ. Ui giời, nhưng mà uống vẫn tốt không? Vẫn tốt mà. Các người bảo tôi để không nghĩ. Này, tôi nói cho ông biết, rất nhiều người là vỏ đầu bứt tai, cứ tỏ ra là mình nghĩ nhưng mà trong đầu chả có gì. Này, nhiều người mặt người ta không có biến dạng gì, nhưng mà ông thấy trong óc người ta là nghĩ rất nhiều. Ông toàn nói phét. Phét. Mà này, hả? Tôi không ngờ là cái thằng kẻ caro nó lại là bố con kếu. Hôm ấy tôi nói ông không tin. Bây giờ làm nào? Bây giờ nhưng mà phúc tổ 70 đời cho anh em mình thế nào mà cô kéo cô lại không nhận ra thủ phạm đánh bố cô lại chính là anh em mình. Chưa biết hung thủ là hai đứa mình. Giờ làm nào? Bây giờ này nhá. Tôi nghĩ này, có khi mình phải mở cái casting không ạ? Mở cái casting đi. Ông lại mở xưởng phim à? Mở xưởng phim. Tuy nó là xưởng phim nhưng lại không phải là xưởng phim. Thế là thế nào? Có nghĩa là mình tuyển diễn viên là cái thằng đóng thế ấy. Để nó nhận tội cho anh em mình. Con thằng gọi thằng thí mạng đấy. Thí mạng đấy. Hay không, hay không? Được, giỏi, giỏi. Có điều thuộc nào để nêu cao cái sĩ diện. Đấy. Tôi thấy nó cũng là lạ ông ạ. Là có những cái cuộc tình tay ba ấy, thì thường xảy ra mâu thuẫn oán nhau. Mà anh em mình thế nào tình tay ba để cứ đoàn kết mà còn tình cảm với nhau để còn giúp đỡ nhau cùng nhau tiến lên trong tình trường. Thế anh em mình mới là hiện đại đấy. Thế bây giờ tôi lấy ví dụ nhá. Ví dụ như người yêu của ông mà đi ra đường không may mà va chạm với một cái thằng nào đó, nó lại đánh người yêu ông. Thì liệu ông có nhảy ra ông đánh người ta? Đánh luôn. Bây giờ cũng lại có một thằng người đó lại không phải là đánh người yêu ông mà nó cũng lại yêu người yêu ông, thì ông cũng đánh à? Thế hóa ra ông yêu ghét là không rõ ràng thế à? Chính vì thế người xưa có câu là lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, mà chính chuyên cũng chẳng bôi son để thở. Mới ăn hết đâu mà ông cứ phải cái keo kiệt thế. Cứ ghen bóng ghen gió gì mệt. Nhưng mà ông ơi, hả? Này, ta lại bàn cái vụ kia. Thế bây giờ mời cái thằng casting xong thì kinh phí thì thế bây giờ anh em mình có phải rõ ràng thế là mất lòng nhớ. Ta cứ gọi là chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, mỗi thằng phải chịu một nửa. Ai ông thông minh quá thế mà tôi không nghĩ ra. Thế tôi có cái gì đâu, chuyện nhỏ. Trăm rồi. Phút à? Muốn hiện đại nhà bây giờ có cái phút nào? Hút lắm thế. Mua nhiều cho nên là hút lắm. Ô chết. Làm một điều cho nó minh mẫn. Tiếp tục đi. Chết rồi, bài móm rồi. Ôi trời. Bài này thì tôi ù luôn rồi còn gì nữa. Này thôi ông thua luôn đi này. Đài bài thế này. Ông chia thế này thì thôi còn gì nữa. Đưa tài này. Đây. Ông này giái tay không có thì phải búng khó đấy. Này, nhanh. Ai rồi? Ôi giời ơi, nhanh. Ui giời. Ai? Thí sinh đến rồi. Nhanh kìa. Thí sinh đến rồi. Chờ to. Tất cả các thí sinh hãy nghe tôi phổ biến đây. Các em nhớ kỹ một cái điều là thế này. Nếu như là các em nào muốn vào thi thì là nam phải cao từ 1m67 trở lên, nữ cũng 1m từ 1m57 trở lên nhé. Và đầu tiên là các em tự giới thiệu bản thân, sau đó rồi các em đọc thơ, một bài thơ, một bài hát, sau đó làm tiểu phẩm nhé. Khi nào mà ban giám khảo nói là thôi dừng lại thì em lại tiếp tục chuyển sang cái năng khiếu mới nhé. Nghe rõ chưa? Rõ. Để cho nó trang trọng trong cái buổi casting này,
Tôi xin giới thiệu anh Trần Văn Miểu sẽ đứng lên hát một bài để cho không khí nó xôm lên và nó vui vẻ, nó tăng thêm cái phần long trọng của buổi casting. Làm mẫu rồi. Kính thưa hội hôn. Cứ làm MC đám cưới nó quen. Kính thưa các thí sinh, để cho không khí casting, sau đây tôi xin trình bày bài hát về Bắc Ninh quê mình. Tình yêu có từ nơi đâu, êm một khúc sông cầu. Sao trời lọt qua mặt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tầm thao hiền mà mặt vẫn nhìn bối rối. Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ gần mà giận dỗi. Nhà xa mặt chẳng càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ nơi em, đi qua năm tháng đời chờ. Tình yêu cũng từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi. Em ơi em là cô gái, từ lâu anh đợi anh chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ. Tiếng anh ngầm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên đừng giận đừng nguôi, đừng quên đừng giận người ơi. Tiếng anh ngầm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên đừng giận đừng vui, đừng quên đừng giận người ơi. Ôi đây 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 đây, bài hát mẫu là tôi trình bày như thế rồi, các bạn cứ nhìn thấy mà rút kinh nghiệm nhé. Cái bài mẫu của ông nó hơi bị dài, dài nó phải ngắn gọn mà là phải xúc tích. Không, thế là được rồi. Rồi tôi cho các em nó nhìn vào đấy để nó có cái kinh nghiệm để nó còn thi chứ. Cái phần mẫu hát của tôi là xong. Bây giờ đến thầy Miu sẽ làm mẫu cho chúng ta về phần thơ. Thế trước khi vào phần thơ thì chúng ai còn đang lơ ngơ thì nhìn lên đây vỗ tay một phát. xin mời. Đã đến nói đến là thơ là chúng ta phải nó phải nhập tâm vào cái thơ, cái vần thơ nó phải rất thật, nó gắn liền với cuộc sống của con người ta. Ví dụ bây giờ tôi đọc cho các bạn nghe một cái đoạn thơ, cái thơ này là cái thơ thực tế về cuộc đời tôi. Ví dụ là cái cô kéo ở gần nhà tôi. Tôi đã làm một bài thơ, nhưng mà trước khi vào bài thơ tôi cũng phải hát một câu để cho nó vào cảm xúc ấy. Bởi vì là tôi nhớ mãi cái bài gọi là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cắt ngăn cái dầu mùng tươi xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngăn một sợi dây phơi áo quần. Một hôm tôi đứng tần ngần vì nàng đã cất
nhầm quần của tôi. Vì không có sợi mùng tơi cho nên đánh bạo sang chơi tìm quần. Tôi sang chơi chỉ có một lần mà nàng nhớ mãi cái quần của tôi. Đó là phải mang tính chất nó thật đấy các bạn. Thật với cuộc sống. Thế bây giờ các bạn thí sinh cứ nhìn chúng tôi làm mẫu để chúng ta làm nhá. Bây giờ bắt đầu từ thí sinh thứ nhất 01. Có em. Em trình bày năng khiếu của em đi. Em mỗi năng khiếu là mở mồm ra tán cô nào là chết luôn cô đấy. Úi dồi. Biến ngay. Mời thí sinh 02. Có em ạ. Dạ, chào ban giám khảo ạ. Sau đây em trình bày cái phần năng khiếu của mình ạ. Trình bày đi. Dạ vâng, em cái năng khiếu của em thì là em hát được rất là nhiều thể loại và gọi là thập cẩm đấy ạ. Vẫn lầu thập cẩm đấy. Ra để mở đầu em xin hát hát chèo ạ. Em hát lấy lơ. Lấy lơ. Ta đi chợ dọc tè tè núi, gốc cây đa tè tè núi, gốc cây đa. Em lên cái đoạn cao đó là em bị mất giọng. Mấy cả ông ạ. Như tôi, thế là nó không được. Tôi thấy cái chỗ này là không được. Ai này cứ tè tè ngồi. Dạ sau đây là em xin hát quan họ. Hay đó là đó ai ư hơi hư. Hay đó là đó ai. Đó ai mà đi ở. Được rồi. Nhận xét thế này nhá. Vừa qua cái phần trình bày về cái quan họ của em ấy, nói chung giọng thì tốt, giọng em thì rất tốt, nhưng mà mỗi cái lời, cái nội dung ban giám khảo nghe nó chưa hợp. Là cái chỉ có người mới đi ở làm mẫu xin chứ đấy, đò lại đi làm mẫu xin đi ở mà đang đi đò lại đi ngủ thì không được. Nhá em có này, đây cho em trình bày thì... Em xin hát một cái thể loại mà rất là nổi tiếng. Mẹ mới có thai kể từ một ân thì con ơi, mẹ mới có thai âm mới dương nhỉ, nào ai biết gì sống ở trên đời thì con ơi. Cái phần ấy nói chung được. Được rồi. Em xin trình bày một tác phẩm nữa. Tác phẩm gì nữa này? Dạ vâng. Cầm hộ mình ấy. Hộ luôn. Ngọc Điện trốn Kim Môn, cô ra vào Ngọc Điện trốn Kim Môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cung. Xin thay một khúc đôi ngàn bầu trời cảnh Phật ý, phong quang bốn mùa trên bát ngát, trăm hoa đua nở dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi. Ơi à.
Em chú bay 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 luôn. Từ từ để bắt giám khảo, chúng tôi hội ý thế. Cái thằng này có lẽ phải cho nó bay đấy. Ừ, cho bay luôn không ạ? Bởi vì cái tội nó nặng nhất là cái tội nó rất là đẹp trai. Đúng rồi. Đẹp dai mà lại hát hay, có nghĩa là nó là thằng có tài. Đúng, nó vào. Này, nó có tài hơn mình thì thế là mình mà mất, mất điện à? Nó hết còn kêu, lúc nào cũng biết. Thế thôi thế. À, thôi thế này nhá. Dạ, em có đỗ không ạ? À, không, em thì bị loại rồi. Nhưng mà sao lại loại em ạ? Cái loại lỗi lớn nhất của em là em đẹp dai quá. Đúng. Tội của em là tội đẹp dai hơn ban giám khảo, có nghĩa là Phạm Huy. Đúng. Đấy. Bay 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 luôn. Đi luôn ra. Bay thì bay. À, mời thí sinh 03. Có em. Thế em trình bày cái năng khiếu của mình. Em biết làm thơ. Ờ, làm thơ. Được, được, đọc đi. Hôm qua em ngủ rất say. Bị thằng trộm đến sơi ngay cái quần. À, được. Hôm qua đi với bác Thuần. Bị con chó đốm nó quần tả tơi. À, tốt. Hôm qua em đi uống bia hơi. Ừ. Bị thằng đầu trọc nó chơi vào mông. Thằng ơi Vân ơi, Vân sơi mà tự dưng vào mông, chả liên quan gì cả. Tại sao nó sơi ngay vào mồm ấy? Thật. Thơ, nói chung cái phần thơ là tốt nhưng mà cũng nghe chẳng ra gì. Ừ, nó tóm lại là lủng củng lắm. Ờ, cái phần tiếp theo, năng khiếu gì? Thưa ban giám khảo, em còn biết múa vố. Múa vố á? Thế hôm nào mà cắt được cái con cá nào to to biểu ban giám khảo anh nhá. Nghĩa là... Nghĩa là có vó. Thế múa đi. Thế múa ra nào. Múa đi, múa nào. Úi giời. Được. Ấy. Úi giời. Được. Thôi. Miếng này là miếng bọ ngựa đá xe. Tóm lại là em trình bày là rất được nhưng mà không cần phải trình bày theo kiểu ngồi. Em cứ đứng hẳn dậy. Rồi em đứng đây hả? Hả? Cứ tưởng là nó ngồi. Từ nay tưởng nó đọc thơ ngồi với múa vó ngồi. Hóa ra đứng đấy à? Cao to nhỉ. Được. Mà này còn có vó đấy. Thế này. Được. Ông ơi. Tôi nhìn cái thí sinh này tôi cảm giác như người nước nào chứ không phải nước mình. Có vó như thế thì đã từ trước đã hạ được đối thủ nào chưa? Dạ. Em chỉ đấm chết con trâu thôi ạ. Rồi này, lần sau không được đánh trâu nhá. Vô lễ. Vô lễ, đánh trâu thì nhà nông người ta thất nghiệp à? Đúng không? Thằng này nó vừa xấu, vừa dở như thế này mình có thể lợi dụng được. Triển vọng đấy. Để cho nó đến thế mạng mình. Ban giám khảo quyết định, duyệt. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Em đã trúng tuyển. Ban giám khảo ạ. Anh đồng ý. Chuyện em nhờ hai anh làm đến đâu rồi? Tôi rồi ơi. Báo cáo em thế này, sau khi nhận được chỉ thị, em giao nhiệm vụ, bọn anh đã phải coi như là vất vả cả một tuần trời casting diễn viên phim đóng thế. Cả một tuần trời vất vả đi tìm hung thủ để cái thằng hung thủ đánh bố em ấy, và bây giờ anh đã tìm được ra nó. Bây giờ đưa về đây cho em để em hoàn toàn quyền sử dụng. Toàn quyền xử lý. Em ơi, đúng là vất vả lắm em ạ. Bọn anh nhá, cảm tưởng như mình là những diễn viên hành động ấy. Trèo dây lội suối băng rừng, nhiều lúc cảm tưởng như đứt dây thừng chết luôn. Đấy, vất vả lắm. Đấy, bây giờ là bắt được thằng kia đứng dậy. Thì em đang đứng đây. Ông ơi, thông cảm, nó đứng cũng như ngồi ấy mà. Ôi, thằng này nó ngắn quá. Đây á? Nó đấy. Thủ phạm đây á? Đúng rồi. Chính nó. Vừa lùn vừa xấu mà nửa người nửa thú thế này mà đánh bố em á? Em ơi, tuy nó lùn, nó bé nhưng nó có vó. Này, thế đồng phạm của cậu đâu? Dạ, chỉ có mình em thôi. Sao lại chỉ có mình em thôi? Thì hai người nói em vậy. Ôi, ông tặng cho mày cái bây giờ, tặng được dạng thế rồi. Không, tôi là khổ quá, cứ bình tĩnh. Em cứ phải để cho nó trình bày, em cứ chặn họng nó như thế thôi mà. Anh không nhớ à? Bố em tả đích xác là có hai thằng thanh niên cao to vạm vỡ đánh bố em. Chứ không thể nào mà một cái cậu oắt con mà
mặt trông quắt như thế kia làm sao mà đánh bố em được? Đã bảo rồi là nó có võ, nó có võ. Mà anh nói cho em biết nhé, lúc nó đánh bố em rồi bố em đau quá rồi mắt hoa lên, nhìn một thành hai, thành hai, nhìn thằng bé này thành thằng cao, em hiểu không? Em ơi, em cứ nặng nề vấn đề một hai làm gì? Thủ phạm nó đã đến đây nó nhận tội rồi thì em cứ toàn quyền sử dụng. À, xử lý nó đi. Em cứ phải hỏi nhiều làm gì. Công nhận là hai anh vất vả nhỉ. Em ý thì em rất là cảm ơn hai anh vì hai anh đã tìm ra thủ phạm đánh bố em. Đúng rồi. Lời đầu tiên thì đấy em đã nói rồi là em cảm ơn. Còn cái việc hậu tạ ấy thì em sẽ làm sau, mong hai anh thông cảm. Em ơi, thôi thế này. Nói chung là thủ phạm thì tìm ra rồi. Nhưng là cái quan trọng là thế này, sức lực con người thì cũng đồng cam cộng khổ vào với nhau, nhưng cái quan trọng là cái công đầu nó vẫn về anh. Cái gì? Hả? Ai bảo là công đầu của ông? Chứ chẳng công tôi với ai? Tôi đây này, cái ý thức của tôi là tất cả là vì cô kéo cho nên cả một tuần rời tôi khổ công như thế, tôi đi tìm tòi mò mẫm mãi mới ra cái thằng này, chẳng qua là vì kéo ấy. Em nhỉ? Em biết là hai anh rất là tốt với em. Thế nhưng mà cái việc đấy thì anh em mình sẽ giải quyết với nhau sau. Thôi em, sao lại công nào? Mày cái đi, mày nói cái gì đấy? Không, em hiểu ơi. Tôi quên, tôi không nói là em ơi, cái thằng này bản thân trước đây nó là người làm cho anh. Vừa rồi là anh quên không trả cho nó cái tháng lương thứ 13. Rồi cứ yên tâm, rồi tao sẽ thanh toán. Đây là người làm của anh á? Sao người làm của anh lại đánh bố tôi? Thế là chuyện khổ. Thế chẳng qua là vì cái lương thứ 13 đấy. Bây giờ em xử lý. Thôi được rồi, em sẽ đưa ra hình phạt xử lý. Hình phạt xử lý đối với cái cậu nửa người nửa thú này sẽ là... Là gì nhỉ? Đứng ra đây ngắm cái xem nào. Để xem làm được cái việc gì. Hả? Trừ cái tháng lương. À đúng không? Cái tháng lương thứ 13 anh chưa kịp trả nó. Em trừ anh luôn nhá. Em ơi, ngoài trừ cái tháng lương ấy ra, em còn bắt nó làm nô lệ cho bố em suốt đời đi. Ai rồi? Hay anh. Hả? Em là người đưa ra hình phạt hay hai anh là người đưa ra hình phạt? Tất nhiên là em rồi. Thế tại sao hai anh cứ nhảy vào mồm em, hai anh ngồi thế nhở? Thôi ông nhảy ra ngoài đi. Thôi bây giờ như này, ra đây đứng. Ra đây đứng. Trông cũng lùn nhỉ? Được rồi, em quyết định cái cậu lùn này sẽ làm vệ sĩ cho em một năm không lương nhá. Em ơi thôi thế em nghĩ thế nào chứ, nói như thế này thì nó bảo vệ được ai? Anh đây này cao to vạm vỡ mới che chở được em qua những mùa đông rông bão. Thằng lùn làm sao mà lo được cho Bạch Tuyết? Thôi không sao, vấn đề đấy là việc của em, hai anh không cần quan tâm nhá. Bây giờ chốt, thằng lùn này sẽ làm vệ sĩ cho em. Vệ sĩ. Dạ. Này tôi hơi bị đau đầu đấy. Tôi hơi có vấn đề về đầu đấy. Tôi gọi một người tại sao ba người thưa? Thế ai là vệ sĩ của tôi? Anh thôi ngay nhá. Vệ sĩ của tôi là đây. Gọi lại nhá. Vệ sĩ. Dạ. Dạ phát nữa đi. Thích cần tát không? Ôi. Vệ sĩ này, hôm nay chị mệt, tiễn khách. Hôm nay bà chủ tôi mệt, mời anh ra khỏi nhá. Cái thằng này láo nhỉ. Mày rửa mặt được không? Em ơi, thôi em mệt chỗ nào thì anh đưa em đi shopping. Em mệt chỗ nào thì anh đưa em đi làm việc. Để người ta làm cho em cho đỡ mệt nhá. Chị mệt rồi đấy. Đi ra. Ủa. Chị, anh về nhá. Anh về kéo nhá. Anh tạm thời ra. Rồi rồi, biệt lắm rồi. Em ơi, ra nhờ cái nhá. Mày đi ra đây. Mày sao không bảo mày cũng đằng mày làm một nẻo thế hả? Mày lộ xít cho lộ hết nhá. Này tao nói mày nhá, bây giờ mày mà cứ hé răng ra mà lộ ra là bọn tao là thủ phạm nhá. Tao nói mày nhá, hàng tiền đạo mày đi luôn. Mày cũng biết thế nào gọi là mỗi lần đánh tá là chỉ có món đấy hả? Bây giờ này bàn tay tâm phả một phát, mày cứ làm tốt anh sẽ thưởng cho mày hầu hĩnh. Bây giờ tao đưa cho mày 50. Nếu mày làm tốt nữa, tao cho mày thêm 1.000. Nghe rõ chưa? Cất đi không? Cất đi. Cho 2.000. Biết 2.000. Mày đã ăn lắm thế. Đây. Này. Nhớ đấy nhá. Thì anh phải trả tiền em luôn đấy nhá. Tao đã bảo mày cứ làm tốt đi, tao không tiếc mày một cái gì. Đi vào. Còn mũ phớt nữa.
ngu. Đúng là thằng người nửa người nửa vật. Mày đấy ông ạ, mày quá. À. Lộ ra cái thì anh em mình chả chị... biết chui ở chỗ nào. Anh ơi, xe này đi thích nhờ. Ấy trời ơi, em mới đẳng cấp châu Âu mà này. Thế giới họ mới sản xuất có hai cái. À. Một cái bây giờ còn đang nằm tặng này. Em mới tặng Tây Mỗ ấy. Ủa? Tây Mỗ? À quên, Tây Đức. À, còn một cái là anh em mình đang đi đây. Anh ơi, nhưng mà cái xe này là bao nhiêu phân khối? Ôi trời, nó phải 5.000 phân khối. 5.000 phân khối á? Ờ. Ôi, trời nhờ. Nó gọi là sang trọng và lịch sự. Chỉ có những người đẳng cấp mới được ngồi xe này thôi. À. Em là hạnh phúc nhất đấy. Công nhận đấy, thì chọn anh Miu là số 1 nha. Anh chứ còn gì nữa. Em biết không? Bây giờ cuộc đời anh không phải nói chính xác là lẽ sống của cuộc đời anh bây giờ chỉ còn mỗi việc duy nhất là được chăm sóc và lo lắng cho em thôi. Từng bữa cơm rồi từng giấc ngủ. Chứ còn này anh nói cho em biết nhá, em mà lấy cái thằng Miểu mà, cái thằng chém gió ấy, anh xin lỗi em nhá. Cái thằng này là ăn không nên đòi mà nói không nên lời. Này, ăn cơm còn không biết dở đầu đũa. Em lấy nó là em khổ đấy. Đợi vệ sĩ của em một tí. Mà em ơi, thì tại sao em cứ phải lôi thằng vệ sĩ đi cùng làm gì? Đi để bảo vệ em và anh. Ôi, chả nhẽ anh thế không lo lắng cho em, bảo vệ cho em được à? Từ nay trở đi nhá, những lúc em thức, anh ở bên cạnh em. Những lúc em ngủ, anh vẫn thức ở bên cạnh em, được chưa? Anh ơi, sao cái gì nó bốc khói mùi đâu ấy nhở? Bốc khói ở đâu, sao xe bị hỏng à? Sao không chạy? Sao thế? Anh ơi, làm sao ấy nhở? Lạ nhỉ? Xe em sao ấy? Chắc là cái trạm biến áp của xe nó bị hỏng cái cầu chì. Chắc là nổ cầu chì hay là cái gì ở trong ấy. Anh xuống anh xem đi, xuống anh kiểm tra đi. Rồi em kia tâm chờ anh một tí. Chị em biết không? Cao tí. Cái xe này là xe nhập nguyên chiếc ở châu Âu về. Cho nên tất cả mọi cái phụ tùng linh kiện của nó là nó chưa phù hợp với khí hậu của nước ta. Ok, ok. Cho nên nó mới ra cái nông nỗi này, em cứ chờ anh một tí. Để anh xem đi, không sao đâu, em đợi. Hay thôi anh cứ ở đây sửa đi. Em đi về với vệ sĩ của em cũng được, không em đói lắm. Ôi ơi, em cứ đợi anh một tí chứ ai làm ăn thế. Em yên tâm, xong ngay bây giờ đó mà. Xe cao cao chị. Mày ra giúp cho anh đi. Ôi, cái thằng này, mày biết cái gì mà mày cho à? Mày không phải là sờ cái gì mình thích nhá. Có những cái mà không thể sờ được. Ví dụ như điện mày sờ vào nó giật chết cha mày bây giờ. Đi ra ngoài nhá. Cái thằng nửa người nửa ngợm nhá. Xe hỏng à? Út xe hỏng à? Xe con này hỏng nó cái chắc. Con này hỏng túi khí rồi. Bảo xe châu Âu còn lâu mới hỏng. Hỏng là hỏng thế nào, xe nhập nguyên chiếc của người ta ấy. Em ơi, thế là xong rồi. Ta lại lên đường thôi. Kiều ơi. Kiều ơi. Vào đây em nhé. Ui. Ra chỗ sang trọng cơ. Chỗ này cực kỳ sang trọng mà lại hoành tráng. Mày nói với em không? Bảo hay lắm, nhiều cái hay lắm. Anh quen nhà này mà. Ăn chiều suốt.
Vào đây, vào đây. Nhân viên cất hồ xe cái. Vào đây là mình cứ phải oanh tạc. Không phải nghĩ. Chỗ này anh quen. Nhân viên đâu? Cho đĩa tương ớt với bắt nắm ở đây. Ăn cái gì với tương ớt với mắm ạ? Thì cứ mấy cái này đằng nào mình vẫn phải chấm gõ trước nhá. Bao giờ anh cần đồ ăn thì anh gọi. Dạ. Ăn đi em, ăn đi em. Ăn sơ đồ em gọi lâu mang ra đấy nhỉ? Em gọi đồ này. Hả? Em gọi lúc vào đây còn gì? Thôi đồ à? Đồ gì em gọi cái gì? Gọi mấy cái món đặc sản đây này. Ôi dồi ôi, công nhận nhá, đồ ăn ở đây ngon á. Em thấy á, người ta chụp ảnh người ta để trên cái menu ấy đẹp ơi là đẹp. Em trả rồi, anh phải cho phép đi mới được ấy chứ. Ai mời tôi đi ăn? Thì chứ không, bây giờ thì ai ăn người đấy trả tiền. À mà quên, thì em ăn đi anh trả tiền. Gọi đi. Mang đồ ăn vào đấy. Có gì giấu. Cái gì mang ra trước thì mang cho chị nhá. Không phải nghĩ. Gọi đồ ăn đi. Mang đồ ăn vào đây. Mang đồ ăn vào đây. Nhớ biết. Mẹ em không phải nghĩ gì cả. Riêng với em, anh chiều tất. Chờ quá thử tí thôi. Anh dễ thương nha. Anh dễ thương á. Nước chấm này nó pha ngon. Trả tiền. Úi, đây này. Ai gọi cái này? Hả? Em gọi, cứ mang vào đấy, Anh ăn đi, Trời ơi, siêu nhân trông giống kiểu thi hình thể không? Ôi, đấy cầm hai cái tạ ấy rồi. Anh ăn đi. Này thằng kia, mày bê đồ ăn chứ sao bảo mày nhìn cái gì đấy hả? Ôi sao em có nhìn gì đâu ạ? Mày đứng im, mày không phải cãi chứ. Thế ra là có đau tỷ lệ không? Ừ. Chết rồi. Hôm nay em mới phát hiện ra. Cái gì ạ? À? Có cái gì ạ? À? Có cái đấy. Tôi ăn đi. Ôi, đi đâu khác. Mày không hỏi ý kiến anh. Mày hơi bị láo. Này, anh ăn rau đi, rau. Ngon, đúng không? Riêng anh nhá, lúc nào anh cũng lo cho cuộc sống của em. Từ cái ăn, cái mặt, rồi tất cả những cái về sinh hoạt. Còn cái thằng Miu ấy, cái loại đấy á, anh nói với em đấy, nó chở em đi ngoài trời nắng, cái làn da ngọc ngà như này mà phơi nắng như thế, mai nó mốc da nó già đi cũng xấu. Tự nhiên xe của ông ấy chết máy, thế là ra đi cũng thích phết đấy. Xe đều, nó mới chết máy. Này, anh không biết gì thôi. Cả thế giới có hai cái, một cái ở Tây Mỗ, một cái ở Tây Đức. Cả một cái, em đang đi đây. Đang đi mà nó chết máy, xe như phóng dầu vèo. Đi đâu ra đấy nổ phát yên ngay. Nhưng mà cái yên xe nó bé, ngồi hơi bị êm mông. Nó bé nhưng mà nó tiếng nổ nó lại xé ra to. Ăn. Nhưng mà sao anh cho em có ít món đấy? Gọi chưa? Em phải ăn chút món. Bà bè, bè bè. Cần gì chịu. Cần gì mình giả chứ không gì đâu. Lấy ra đây. Cái này ngon này. Ngon. Em thấy anh dọn ở đây được ấy. Anh đã bảo rồi mà. Chỗ này nó quen. Em phải đưa cái đứa thịt đấy ra đây thôi chứ. Để anh ăn nốt lạc đi. Còn cái gì nữa mà ăn em? Còn mấy cái con nhái này. Làm con. Em nửa đâu. Nó nguội, nó cứng. Ôi, em cứ ăn uống thế là anh thấy mừng rồi. Ăn uống tốt cho sức khỏe. Đấy em. Gọi thêm đồ đi. Em ăn hết rồi, gọi thêm đồ cho em. Rồi, anh cũng no rồi. Thằng kia chắc cũng no rồi. Uống nốt đi em. Gì à? Hả? Xong rồi gì, làm gì nhỉ? Thì chính chén thôi. Chén á? Không hoa quả trắng miệng không gì hết à? Hoa quả trắng miệng từ. Hoa quả trắng miệng tí mình sang chỗ khác. Anh luôn ở đây đi, đi đâu nữa? Ở đây lại không dùng hoa quả. Đi chỗ khác anh sẽ chiêu đãi em. Lại đi à? Này, cái thằng Miu nó đã đến đây rồi. Ô, sao anh ấy sửa xong rồi à? Ê! Bắt quả tang nhá. Chúng mày ăn chơi kiểu này thì kinh rồi. Chúng mày là đứa nào đây? Chúng, anh nói tận
Thằng nào? Mày ấy, chỗ mày đứng đây đây à? Đâu nhá? Ra đây. Này, nhớ tôi nói với ông nhá, ông vừa mới đến ông đừng có tình tướng nhá. Hôm nay ông là phải cảm ơn tôi. Hôm nay mà không có tôi ấy, thì người đẹp này phơi nắng ở ngoài đường ấy, nó có khác nào cái con nhái phấn khởi này không? Hả? À, ông cảm ơn tôi một câu không cảm ơn ông làm như cái gì? Đúng như ông phải bảo chứ. Bảo cái gì? Rồi, giờ được cái xe sửa không chưa? Hả? Xe sửa được chưa? Xe có gì đâu, xe đẳng cấp cho mà sửa. Xe đấy mới đẳng cấp. Gớm cái con xe đấy nhá. Hôm nọ bảo đi bán đi thì không bán. Được giá không bán. Bây giờ bán á, sắt vụn nó không thể mua. Ông bị điên là tại đi xe của nó xe châu Âu rồi. Anh đi nói nhiều quá. Nhưng mà bây giờ thôi hay anh ấy gọi thêm đồ đi chứ ăn uống thế này thì hết bố nữa rồi còn gì đâu. Ông gọi tiếp đi. Gọi tiếp gì? Cái bàn này tôi bao ăn từ nãy giờ xong rồi. Ôi. Thế bây giờ ông có muốn anh... là mời người đẹp ăn nữa thì ông đi chỗ khác nhá. Hay tôi đi chỗ khác anh nhỉ, xem có chỗ nào ăn nữa không hả? Một đống tiền của người ta đấy. Nó đây rồi. Nó đây rồi. Thế tôi em đi theo anh. Đi đâu ấy? Anh sẽ tặng em một món quà và nói là nó gọi là đứng vào cái hàng gọi là đỉnh cao luôn. Quà? Lại quà? Quà. Đấy. Trực lỗi cái vụ lúc đấy để em hơi đắng ngoài trời. Quà gì? Quà gì đấy? Quà gì đấy? Chị nội em ba cái con nhái rắn này ăn nó hỏng hổ. Cái gì? Anh chót ăn rồi anh phải chịu ấy. Cái gì? iPhone 8. Ôi! iPhone 8? Thế là cái con năm... Em ơi, hả? Cho chị mượn cái máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố làm gì? Rồi cho iPhone 5S vào quay cho nó chơi. Này, anh có xem video clip gì mà có cái con bé nó cho cái iPhone 5S vào cái máy xay sinh tố. Chứ trời ơi, em ước mong một lần được như thế. Em ơi, anh. Nhưng mà này, đừng có tin vội. Nói phét. Sao lại nó phép? iPhone 6 rưỡi nó còn chưa ra, bây giờ còn iPhone 8. Thế nó mới lạ chứ này, chơi nó phải chơi như thế. Chứ còn cái loại iPhone 5 này cái tuổi gì? Được rồi. Em cứ đi theo anh. Thế anh ở lại thanh toán tiền nhá. Đi theo chị. Đi theo anh. iPhone 6, à nhầm, iPhone mấy nhở? 8. Hiểu ấy, cứ ở lại dọn dẹp hộ cái nhá. Năm anh nhớ ngộ, cảm ơn anh. Bữa cơm này rất là ngon. Nhưng mà ăn một lúc xong chẳng thấy gì. Đi. Cái thằng vệ sĩ kia ở nhà. Ủa ơi. Mình sao mình ngu thế? Mình bảo yêu nó tha thiết để bây giờ đi vào đây nó giết mình như này. Trời ơi. Bây giờ làm thế nào? Em đã thấy sự quan tâm của anh chưa? Này, iPhone gì mà ấn mãi nó trả lên. Ừ thôi em phải gớm. Người đẹp gì mà nóng tính, em chọc nhiều quá là thủng cả máy bây giờ. Anh buồn cười nhờ. Nhưng iPhone nó hay nhất chính là cái phần mềm là sờ và phát là nó lên luôn. Đây em xoa từ nãy giờ nó chả chịu lên gì cả. Nhưng mà nó có cái không hay nhất đó là nó rất nhanh hết pin. Chính vì thế cho nên anh đã sạc pin đầu. Đây em nhìn nó đẹp không? iPhone rõ ràng này, iPhone 8 hẳn hoi này, 26 triệu có giá. Mà này, quả táo bị cắn trộm. Đây, nhìn thấy rõ chưa? Công nhận đấy, hoành tráng đấy. Nhưng mà em nói thật nhá, trông như cái điện thoại tàu ấy. Mà đồ tàu á, nó bắt chước giỏi lắm, không phải đâu. Ủa hay, tàu là tàu thế nào, có giá hẳn hoi. Tàu gì giỏi lắm, 2 triệu 6 đây, nhưng 26 triệu của anh rồi mà. Công nhận, công nhận. Đừng đùa với thằng này. Chơi là ăn chơi nó phải như là không sợ mưa rơi luôn. Nhưng mà cái điện thoại này, em nghe nói là anh đợt trước anh hứa với em nhá, mua iPhone là anh sẽ hát cho em nghe. Đúng rồi. Cái iPhone này tiếng âm thanh nó hay lắm. Em lại vừa nghe điện thoại, em lại vừa chơi điện tử mà em vẫn có thể nghe anh hát được. Đấy. Anh hát luôn đi. Em thích nghe hát phải không? Từ từ. Anh ấn cho em phát để em quay. Lưu lại mai post Facebook. Bắt đầu. Đừng lấy đà. Sau đây nghệ sĩ Huỳnh Văn Mưu xin gửi tới một ca sĩ đến cô kéo bài Nhớ Khi Xưa Là Nhau. Nhớ Khi Xưa Là Nhau rồi ok. 2, 3. Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Đã không yêu thì thôi, sao nàng lại lùa chó ra đuổi tôi? Đâu, em lùa thằng lùn ra đuổi anh ấy chứ. Nó chẳng là cái thằng trong nhà nhà em làm gì nữa.
Các bạn nghe anh hát được không? Rồi Lưu này, công nhận ý, anh hát hay thật đấy. Ôi rồi, ngày xưa anh nhớ này còn đi tuyển văn công trúng rồi mà bố mẹ anh không cho đi đấy. Mày cho cơ hội văn công đấy thế? Công nhận được anh mà em bảo này, công nhận nhá, anh hát rất là hay, rất là tình cảm, nghe rất là xúc động, mà em nghe em thấy vui vui. Nhưng mà bố em ý, bố em khó tính lắm, bố em cứ bắt em phải đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Đúng rồi. Mà anh nhìn đây này, gia đình nhà em anh biết rồi, anh nhìn bộ bàn ghế thôi anh cũng biết. Nhà em là gia đình danh gia vọng tộc. Đúng đấy rồi. Cho nên là quan điểm của em như này, em là con gái, đã có xe hơi đi lại rồi, thì người yêu của em ý, cái tầm SH nhá, không có cửa. Anh đúng, hiểu không? Chính xác. Yêu em là thứ nhất gì? Phải lo được cho cuộc sống của em. Lo được cho cuộc sống của em về tinh thần cộng với vật chất. Đấy, đúng. Vật chất là quan trọng đấy. Còn tinh thần em tự lo được. Nhưng vấn đề nó nằm ở đấy. Mà cả hai anh thì em thấy hình như là nó hơi bị thiếu một tí. Tiêu nó thiếu nào? Anh xin lỗi với em. Nên anh thừa tiêu chuẩn luôn. Anh không những có ô tô mà ô tô của anh là còn là mui trần. Có nghĩa là ô tô của anh là không cần chơi với mái lợp. Em biết rồi. Anh cởi trần ngồi lên mui thì anh gọi là ô tô mui trần. Đúng. Nếu mà mưa anh mặc áo mưa, đội nón là xong. Nhưng mà không phải chỉ có việc ô tô đâu. Mà cái quan trọng nhất bây giờ ấy là như thế này. À, thế nào? Em ý, sắp tới anh nghe điện thoại không đi. Không biết tắt chỗ nào đấy chứ này. Khổ em quá. Cứ nói đi. Lần sau ấy, bảo gái thì không gọi điện vào lúc này. Bực đấy. Không, đây chắc là bố anh lại muốn tài trợ đấy. Có đấy tiền đấy. Em nói đi. Em nói tiếp nhá. Sắp tới thì em sẽ mở một công ty. Mà công ty của em nó đi theo một cái hướng phát triển rất là mới, rất là lạ. Đấy chính là đào tạo những người nổi tiếng bằng scandal. Ui dồi, đang hốt đấy. Em scandal đấy, cái như đây đấy, đúng rồi. Em sẽ đào tạo những người nổi tiếng đi lên bằng con đường đấy, anh hiểu không? Mà muốn tạo scandal ấy thì phải mất rất là nhiều tiền. Chứ không phải vài chục mà tạo được ra một scandal đâu. Thế cho nên hôm trước em có tâm sự với anh Mỉu. Thì anh Mỉu anh có hứa với em ý là anh ấy sẽ tài trợ cho em để em tạo scandal. Thế cho nên là em quyết định rằng em sẽ chọn anh Mỉu. Thế cho nên anh đừng buồn nhá, anh em mình tạm thời chia tay nhau. Em cảm ơn cái iPhone 8 này của anh về nhá. Em vừa nói thì anh nghe không rõ. Cái thành phần như thằng Mỉu mà nó đầu tư cho em á. Anh ấy hứa là anh sẽ đầu tư cho em mấy trăm triệu cơ. Mà em nói anh nghe này, chỉ cần nghe mấy trăm triệu thôi là em ok luôn. Ôi thôi, kêu em đừng nói nữa mà anh cười. Anh buồn cười đứt ruột ấy. Cái thằng thấp cổ bé họng như thế, nó là cái thành phần gọi là cao không tới, thấp không thông, mà nó lại cái lông nhông ở giữa ấy. Nó có cửa gì mà nó bảo nó đầu tư. Đây, phải là anh đấy. Anh phải thừa tiêu chuẩn luôn. Em chả tin. Để cái gì chứ bây giờ bố em mà gặp anh cái là bố em phải là gọi gì chấp nhận luôn. Mà em lỡ hứa với anh Mỉu rồi mà lời đã bắn ra thì không thu lại được, giống kiểu đạn đã bắn ra rồi mà thu lại vỡ mồm đấy, vỡ đúng alo đấy anh ạ. À, không sao. Là thôi anh em ơi, thế là em cứ coi như cái viên đạn em bắn trượt. Không trúng đi chứ, trúng là ông Mỉu mà. Trúng á? Trúng mà có thể nó chết đâu. Anh ơi, em nghĩ ra một cách rồi. Trời ơi, tự nhiên em thấy em thông minh vãi trưởng ý. Em bảo này, như này nhá. Đằng nào ý, thì em cũng hẹn anh nè. Rồi ngồi khó chịu quá. Đằng nào ấy thì em cũng hẹn với cả anh Mỉu là ngày mai mang tiền đến cho em, mang tiền để em tạo scandal ấy. Đấy, hẹn 8 giờ sáng ngày mai là mang tiền đến cho em. Thế thì bây giờ như này đi, anh cũng hứa giúp em đúng không? Thế thì sáng ngày mai cũng 8 giờ anh mang tiền đến cho em, mà không nhiều đâu, có mấy trăm triệu thôi. Thì ai mang đến trước, em nhận tiền của ai trước thì em sẽ đồng ý làm vợ của người đấy. Ôi giời ơi, kêu em không phải lo. Riêng về cái vấn đề đến sớm ngày mai sẽ bảo từ 5 giờ sáng. Không, nhưng mà em chỉ mở cửa lúc 8 giờ thôi. 5 giờ người ta còn đang ngủ. Thì 8 giờ kém 5 anh đã đứng trực ở đấy rồi, hiểu không? Mà tiền của anh thì chắc chắn là cái thằng Mỉu. Làm sao tuổi gì dám so với anh. Em yên tâm, chắc chắn em sẽ là của anh. Em sẽ là vợ của thế anh nhá. Thế thì bây giờ anh đi về, anh lo tiền đi. Anh về nhá. Thế anh về nhá. Ông ngược đây. Thế tại sao ông lại uống nước cam mà mời tôi nước lọc đấy? Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Tăng cường sức khỏe này, còn chạy đua với tình trường. Cam đâu? Cam còn hơn cả cam bên đây này.
Này, 20 viên nén sủi multivitamin. Em nghĩ này, ông nghĩ được gì chưa? Nghĩ gì? Mà tại sao tôi phải báo cáo với ông? Mà tôi khuyên ông này, thôi yếu thì đừng có ra gió. Ê, em cứu là em ấy phản nàn, em chê ông nhiều lắm. Em ấy bảo là ông béo vì ăn uống nó không điều độ, vô tổ chức, béo như con lợn ý, trong người mỡ máu và cái gì nhỉ, tiểu đường là cái chắc, đúng không? Đây là như tôi phải tăng cường sức khỏe để chạy đua với em kéo bằng cách gì? Đầu tư, nhìn thế này, đấy, xe sủi, hô hấp, xịt mũi. Khi cần hót hay tôi này có bổ phế để lúc nào giọng nó cũng thông và gan nó trong sạch bằng cách gì? Thuốc uống tiêu độc, Nam Hà. Đó, mà như thế thì mới có sức khỏe để chạy đua với em kéo. Ngạc nhiên chưa? Kinh chưa? Ngày này, định đi đâu ấy? Ồ hề, thế ông là cai ngục đấy à? Tôi đi đâu kệ tôi. À, về. Có tí giận. Đi là phải. Tuổi gì? Trời. Chốt nhá. Dạ vâng. Triệu. Ui ơi. Cơ mà anh giả con xe em thế nào nó như thế này mà anh giả nó có triệu. Cái con đồng nát là gần nhà em nó giả 8 triệu mốt em còn trả bán ảnh. Nhưng mà hàng sắt thanh lý đồng nát rồi. Thì ai chẳng biết sắt thanh lý, nhưng mà em đang cần tiền thì em mới phải bán. Thật ra em tiếc lắm. Xe nó hay mà anh. Anh cần tiền làm gì? Dạ em đang đầu tư vào nhà đất cho nên là em mới cần mà. Chốt nhá. 1 triệu. Không thì đi chỗ khác bán. Ảnh gấp thành niên nhau ảnh chắc nét thôi đi em bán ấy. À, dạ em chào anh, mời anh ngồi. Dạ, dạ. À, em có thể giúp gì được cho anh ạ? Dạ. Thưa chị là thế này, tôi cũng được nghe giới thiệu đến đây. Thế nhưng mà nhờ chị giúp, thế nhưng mà tự dưng thấy khó nói quá. Làm sao thì khó nói hả anh? Anh cứ nói cho em đi ạ. Thú thật với chị là đến tầm tuổi này mới lại tự dưng lại nảy sinh cái tình yêu. Thế nào mà cái bị cô ấy chê về sức khỏe không bảo đảm. Ôi, nhìn anh men lì to cao như này mà lại kém à? Ôi dồi ôi, thế này á, nhà cao cửa rộng có đến bao nhiêu đi chăng nữa thì điện nước mà không có thì cô ấy cũng bỏ anh đi thôi. Đấy, chính vì thế cho nên nói thật với chị rồi. Anh thương nàng, nàng lại thương anh, anh buồn, anh khóc. Thương nàng, thương lắm, thương lắm nhưng nàng lại thương ai. Kêu ơi, anh yêu em. Anh buồn cười nhỉ? Em đâu phải là kéo người yêu của anh đâu. Ôi giời, anh nhầm à? Ôi giời ơi. Chị cứ ngồi xuống đàng hoàng này. Dạ xin lỗi chị, tôi không có ý. Chết, tự nhiên thế nào mà này, nhìn chị này nghĩ ngay là cái cô kéo. Có lẽ vì yêu cô ấy quá. Chính vì thế cho nên dạ thưa với chị là thế. Chị ấy cố gắng chị tư vấn giúp cho tôi. Uống cái loại thuốc nào cũng được, hoặc thực phẩm chức năng nào cũng được. Tiền bao nhiêu cũng không quan trọng. Mà quan trọng làm sao để cho tôi hồi lại sức khỏe. Để cho tôi trở lại người đàn ông đích thực. Đây, cái này là dành cho tiểu đường. Đấy, anh có bị tiểu đường thì bên chỗ công ty của chúng tôi cũng hỗ trợ về xét nghiệm và tư vấn đường huyết miễn phí. Còn cái này là cái mà Bảo Ngọc Hoàn dành cho đại tràng và dạ dày và tim mạch. Đấy. Còn cái này cũng là dành cho tiểu đường, cái này là dạng viên nén. Còn cái này đây là Insuvita. Đúng rồi, Insuvita, và cái này là Vita Extra. Còn cái này Bảo Ngọc Hoàn dành cho đại tràng. Vâng. Đấy, cái này là sản xuất ở trong nước. Đều của công ty Bảo Ngọc Việt Úc mình. Dạ, phải không ạ? Đúng rồi anh ạ. Ôi trời, vâng. Dạ, còn cái này ấy ạ, em nghĩ là cái sữa ông chúa này cũng là cái hàng xách tay của bọn em từ bên Úc về. Bọn em có rất là nhiều loại dành cho phụ nữ, đàn ông cũng như là trẻ con. Đấy, nhưng mà em nghĩ là cái loại ông chúa này cũng rất là tốt cho anh. Anh có thể về tặng người yêu anh hay là anh dùng cũng rất là tốt.
Đấy. Và cái này ấy, em nghĩ là anh ấy đi tiếp khách rất là nhiều, đi uống bia uống rượu nhiều, thì em nghĩ là anh dùng cái loại này ấy, rất là cũng bổ gan đấy, và đào thải được chất chất độc. Đúng rồi, đào thải được chất chất độc hại. Chị ơi, nhưng mà thế là tôi cũng nghe nói là thế là hàng sách tay của bên Úc, chính thức của bên Úc ấy, thì là rất là tốt. Đúng rồi thì anh ạ. Cái nào là cái hàng sách tay hả chị? Dạ vâng, hai cái này là hàng sách tay anh ạ. Ôi rồi vâng, dạ. Thì trước hết tôi phải lấy cái này. Dạ. Còn đây, đây là mình liên doanh giữa Úc và Việt Nam. À dạ. Vâng. Dạ, sản xuất trong nước. Thế tốt quá. Dạ. Nhưng mà đặc biệt ý, cái món này ý, mà anh đang quan tâm ý, mà tôi giới thiệu cho anh ý, đây là Bảo Xuân Hoàn. Cái này là dành cho cái yếu điện nước của anh ấy. À, đó, cái này là một người khỏe, hai người vui. Ôi đó, dành cho cả phụ nữ và đàn ông yếu sinh lý. Ôi thế đó. À? Vâng, cái này là tuyệt vời cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Chính xác. Thế đấy, thế em thế tin là sau cái đợt này mà anh uống ý, những cái sản phẩm bên em ý, thì về anh yên tâm là anh sẽ tán được cô kéo và đánh bật đối thủ của anh. Vâng, thế này mà uống xong mà khỏe thế này, thế kéo nó sẽ là sướng quá. Đến lúc mà kéo mà lại kém thì mình ấy, thì mình lại cho cây uống, thế là cả hai đứa cùng khỏe. Em xin chào ba anh ạ. Có việc gì? Dạ, em đến đây để nhờ ba anh cho em vay ít tiền. Mày vay bao nhiêu? Dạ, anh ơi, hôm qua cái thằng Biểu nó vay bao nhiêu đấy anh? Nó vay 8 triệu. Thế thì anh cho em vay 8 triệu 1. Mày định vay thời gian bao lâu? Dạ, em vay khoảng nửa tháng, mà lâu lắm thì chỉ 15 ngày thôi. Trong người có giấy tờ gì theo không? Dạ, thưa anh là em có bộ hồ sơ giấy kết hôn mà này công chứng thôi ạ. À. Tốt. Sau 15 ngày nếu mà mày không có tiền trả cho tao thì mày tới mà lấy giấy ly hôn về nhá. Dạ. Dạ. Cảm ơn ba anh ạ. Em chào ba anh em về ạ. Xong cái vụ này thì kiểu gì mà chả ly hôn. Kiều ơi. Thằng này, lui ra. Không lui, cô chủ tôi bảo đứng đây. Mày láo nhỉ, mày là đệ của tao, mày láo nhỉ. Lui ra để anh vào. Không lui. Thằng này buồn cười nhỉ. Lui ra. Này. Dính mò cái gì đây đấy? Dính mò gì? Đến thăm kéo làm gì? Đi chơi ông. Sao có vẻ quen nhỉ? Thì quá quen đúng không? Mìu vào không? Đúng mìu rồi, ông là mìu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà dính mò cái gì đây? Cha dính mò đến thăm kéo rồi. Này cái giờ này có phải giờ ông đi thăm đâu đâu. Này ông buồn cười nhỉ, tôi đến trước ông. Tôi nhờ. Này không đến trước hay đến sau cả. Ông đi ra, ông phải văn minh lịch sự, không được lấn chiếm vỉa hè. Tôi quá văn minh lịch sự, tôi đến trước. Xong lấn chiếm vỉa hè này. Lấn chiếm gì? Này tôi đến từ lúc cô vừa ngủ dậy. Này tôi còn đến từ lúc cô chưa đi ngủ nhá. Này đừng ăn nói cùn mời ông đi. Chả có gì cùn này. Đến này. Ôi này thì đọ tiền với nhau đấy à? Mình là người có tiền. Cái tên này, cái này nó là cái gì nhỉ? Nói tóm lại là tôi đến trước, tôi vào trước. Riêng về vấn đề tiền mà nói thì đừng đùa với thằng này. Nó phải tên này, tên này. Đừng có đùa. Này, cái gì? Có à, đây. Ôi giời, đây, cái dây rẻ. Cái gì? Gì? Này. Tóm lại là tức là ông phải đến sau. Không. Hôm nay là tôi là đã hẹn với cô Kiều rồi. Cô ơi, hôm nay cô chỉ có tiếp tôi thôi. Này không nói nhiều, đi từ từ yên để nói chuyện thằng này. Mày nhìn anh mày không chào anh à? À. Cái thằng này láo thật đấy. Lính của mình bây giờ tạo điều kiện cho nó bảo vệ đây, bây giờ nó gặp mình không chào. À, tránh ra cho anh vào cái. Ô, chủ tôi bảo đứng đây các anh hay. Ô, mày hỗn nhỉ? Láo nhỉ, dẹp ra. Vào. Ah!
Tôi không được nói. Tôi ôm trước, ôm trước. Ông ôm trước nhưng mà ông tam đa. Thì tôi vào quá một tí tôi ôm. Cái đó là của anh rồi. Nào. Cho anh em chụp ảnh nào. Này. Bạn. Này, hai anh ông chán chưa? Chán rồi. Làm sao mà chán được, anh ôm em cả đời chả chán. Gì đấy? Gì đấy? Thế hai anh đã mang tiền đến cho em? Ôi giời, có luôn đây. Tiền thì em không bình nghĩ. Kéo ơi, thế cuộc đời anh còn trả tiếc thì tiếc gì mấy cái tập tiền này. Ôi, công nhận nhờ, nhiều nhờ. Quá nhiều. Bây giờ thế này nhá. Thế nào? Trong 5 phút để mà suy nghĩ thì em không thể suy nghĩ một cách thấu đáo được. Mà hai anh em thấy như này này, về cục tiền này nó ngang bằng nhau. Anh thế ơi. Có nghĩa rằng là cái sức của hai anh nó cũng ngang như nhau. Thế cho nên là để mà lựa chọn thì em sẽ phải suy nghĩ rất là kỹ. Ôi đúng không anh? Thế như này nhá. Bây giờ tiền thì để đây. Hai anh cứ để đấy, để tiền ở đây để em giữ. Anh hiểu không? Thế còn sau khi em suy nghĩ thấu đáo rồi, em suy nghĩ chín chắn rồi, em đã đưa ra được quyết định rồi, thì em không lấy anh nào thì em sẽ trả tiền cho người đấy. Được. Vệ sĩ. Mang tiền cất vào trong kho cho chị. Nhớ cất nhé. Cho em tí nhé. Mô bên phải là của tao đấy. Xong rồi nhỉ? Bây giờ thế nào? Thế xong thế nào nhỉ? Xong rồi. Thế như này. Bây giờ hai anh cứ đi về đi. Anh hiểu không? Khi nào mà có kết quả ấy thì em sẽ gửi giấy báo. Ok. Ok à? Đi tiền được anh nhỉ? Tức là cứ về hát bài nội à? Mình hy vọng mình lắm. Ôi dồi, Kiều ơi, anh rất tin vào khả năng năng khiếu của anh. Anh tin rằng anh sẽ là người trúng tuyển. Em hy vọng thế. Anh về nhá. Thế bây giờ bọn mày tính sao? Anh ơi, cho em trình bày được không ạ? Bọn em thì thật sự là không có ý định nợ lâu đâu, nhưng mà chẳng qua mấy tháng rồi thấy các anh không có ngàng gì tới thì bọn em cứ lẩn với cả cho qua thôi, nhưng bọn em cứ ý định bùng đâu. Thôi thì kính thưa ba anh đeo kính, tôi thì cũng chỗ quen biết thì mong ba anh mở vòng tay nó rộng ra một chút. Thưa bọn em, thời buổi bây giờ làm ăn nó khó khăn, toàn vỡ nợ thôi. Chính vì thế cho nên bọn em lâu trả. Thế còn thực sự là bọn em không có ý định là ăn quyền của ba anh. Cái quan trọng là thời gian lâu hay chóng thôi ạ. Nhưng chắc chắn là lâu. Anh ấy như bọn chúng mày, bọn tan tráng hả? Ôi giời, có kêu đến không ạ? Mày thích mày không? Kêu em. Ôi giời, kêu. Ôi giời, mày quá đúng rồi. Ông ơi, trong cái rùi này có cái đen. Có cái nâu chứ. Cái thâm, cái mày. Ôi giời, ôi mày quá đúng rồi. Em đến rất đúng lúc, đúng là quý nhân phù trợ. Kêu em nói giúp cho anh ấy và anh đeo kính, cố gắng làm sao cho nên năm ấy Tết đến rồi cho nó giãn ra cho bọn anh dễ thở. Dễ thở thì mà con đường sống. Để em hỏi nhá. Em nói, em cứ nói. Thế tiền của chị đòi đến đâu rồi? Báo cáo bà chị, em đã đưa hai thằng nợ lâu không trả đến đây rồi. Chị cứu em. Thế này là thế nào? Thế nào? Thì là thế. Hai ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên. Lạ quá. Hai anh đã bao giờ nghe cái câu mà bắt thang lên hỏi ông trời? Tiền đưa cho gái có đòi được không? Ông giời, ông bảo là không. Đến tao còn mất huống chi là mày. Ôi trời tâm thật. Ôi kêu ơi. Ôi em thương một anh. Không thể. Tại sao tôi phải thương các anh? Hả? Tôi nói cho hai anh biết nhá. Tôi biết ý, kẻ mà đánh bố tôi chính là hai anh. Bác không đánh ra đây không cần cãi. Tôi bảo không cãi này, chị nói xem thế nào. Chị cứ nói. Chính vì thế mà tôi muốn dạy cho hai anh một bài học. Bài gì hả chị? Thế con hỏi bài gì à? Các anh bao nhiêu tuổi rồi? Nhiều. Tại sao bây giờ các anh vẫn còn suốt ngày đi chơi, suốt ngày... Chịt là cái gì ạ? Chịt. Đây có nghĩa là chém gió đấy. Ăn chém gió nổ gì? Nhưng tôi cứ chịt không biết. Đấy, cho nên là tôi muốn dạy cho các anh một bài học để các anh biết rằng là bây giờ phải làm việc. Đúng phải lao động để kiếm tiền. À vâng, em biết. Còn cái số tiền mà hai anh đưa cho tôi ý,
tôi đã gửi về tận nhà, giao tận tay vợ các anh rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chị giết em rồi, tà chị cứ tiêu luôn đi còn hơn, đưa cho nó. Ôi trời ơi, chị làm ăn thế này, cái tết này bọn em mất vui rồi. Thôi, bây giờ như này, tốt nhất là các anh cứ đi về nhà đi, nhưng mà nhớ là đóng cửa bảo nhau. Ôi khó quá, nhưng mà thực sự bọn em rất muốn là đóng cửa bảo nhau, nhưng mà cái tình trạng này thì sợ nó mở cửa nó đánh công khai luôn. Đánh cửa xóm xem đi. Giờ làm nào á? Thôi, để tôi tiễn các anh về. Cần chị ơi, em chị. Tôi để